Đây. Rồi hấp nước thử coi. Hấp nước thử. Nóng không? Nó không mồi sao trời. Hấp nước thử coi. Mình làm ăn nguyên con cá bự luôn. Nóng cả này. Rồi. Thì ngầu quay mặt cái mén kia kìa. Vậy được rồi, xéo xéo vậy kể đi. Xéo xéo thấy đưa nửa bên mặt à. Ờ, đang cháy nheo. Trời ơi, chấm ớt ngon luôn, chua chua này thầy luôn. Ăn nóng quá. Nè, ra. Nguyên cá kìa đúng không? Đúng mẹ kìa, đúng mèo. Ốc lên. Quá đã luôn. Nó mèo. Không có nó mèo. Quay gần cá cái. Nó mèo. Mèo. Nó mày mà. Người nó ăn đi. Nó gà nóng quá. Không phải. Nó mèo. Mèo. Ốc mèo. Nào ốc miên, ốc miên. Này ốc miên nè. Ốc ngon miên. Nóng quá nóng. Con cá này nướng lâu lắm. Bự. Quá bự. Chút dinh lên trên. Dinh nó không? Cục bà còn đã rồi. Rồi anh hai đâu? Về rồi. Về cho con nhỏ thay đồ quá. Nào bùa miên cái đít nó nhọn nhọn nè. Ốc bùa vàng cái đít nó nhọn mà nó không nhọn bằng ốc bùa miên. Mẹ ba nó bùa miên. Dễ ghê nhiêu có 70 ngàn gần trăm ngàn ký à dễ ô miệng này có giá lắm nha đem về tới thì còn bán gần tiếng 120 để mua vô là 75 ngàn bán gần trăm mấy á cá này chăng tiếng hồ sao mới chín á vượt 4 con à, 3 con này. Có chừng á, trên bờ quá rồi. Từ từ vậy. Ăn con nó đi. Không tao lo tự mất cỡ. Rồi ông không chạy đi mua đồ đi. Đưa tiền lên đi.